Chào mừng các bạn đã đến với game review truyện tranh. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mỗi like, mỗi comment là động viên chính là động lực cho mình tiếp tục ra những bộ hay hơn nữa ạ. À. Tiếp tục chấp 99 bộ trời sinh ta đã là đại phản diện. Tóm tắt một chút về công an phường 98. Để thu hoạch hảo cảm của cố tiên nhi mà cố trường ca đã diễn một màn khổ nhục kế, hắn giả vờ phế đi cánh tay của bản thân để không làm hại đến tiên nhi. Thành công tăng điểm khí vận cộng thêm 9.800 điểm. Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Oscar năm nay đã có chủ, người đó mang tên cố trường ca. Chấp 99, một cô gái xinh đẹp mặc áo bào trắng chắp tay cúi chào cố trường ca. Nhân tổ điện giang sở sở bái kiến trường ca thiếu chủ. Cố trường ca âm thần tán thưởng vị cô nương này. Dưới uy thế của ta, vẫn thông dòng chấn định như trước, khí tức kéo dài. Quả thật là tư chất bất phàm. Xem ra tu sĩ có quan hệ với nhân tổ, cũng không phải hạng người đơn giản. Sở sở tên hay, quả nhiên người cũng như tên động lòng người ta thấy mà ta thương sở sở ngại ngùng cô thiếu chủ cứ nói đùa nghe nói trường ca thiếu chủ và người thừa kế ma công diệp lăng từng giao thủ trong lòng sở sở có chút nghi hoặc nên đã cố ý đến đây mạo muội muốn hỏi chút chi tiết trong đó bề ngoài sở sở tỏ ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu nhưng trong lòng cô đang nghĩ đây là thần thông ngược dòng độc đáo trong thiên phú của ta cần một chút thời gian cô trường ca cho ta xem bộ mặt thật của ngươi đi cô trường ca ngạc nhiên hỏi chi tiết ư chẳng lẽ sở sở thánh nữ vẫn muốn đuổi giết diệp lăng nhưng đáng tiếc là hắn ta đã hẹo rồi không phải cô không biết sao sở sở nghi hoặc khẩu khí này hắn đã sớm biết diệp lăng đã chết cô trường ca này có vấn đề nhưng tại sao bây giờ lại trực tiếp nói ra loại chuyện này cô vẫn giả bộ ngu ngơ hỏi lời này của trường ca thiếu chủ là có ý gì bên ngoài đều nói diệp lăng mất tích sở sở sao nghe không hiểu ha 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 không sao không hiểu cũng không sao sau này cô sẽ hiểu nào cố mỗ kính cô một ly sở sở chảy mồ hôi hồi tưởng thành công tên cố trường ca này nuốt hết bao nhiêu bổn nguyên và thể chất không phải hắn có liên quan với người thừa kế ma công mà hắn chính là người thừa kế ma công một chút cũng không nhìn ra thể lực nông sâu của hắn thế nào cố trường ca tay cầm ly rượu nét mặt không vui hỏi thế nào sở thánh nữ không uống là sợ cố mẫu hạ độc trong rượu sao thôn phệ rất nhiều bản nguyên và thể chất hắn ta là người thừa kế mà công. Không thể nhìn thấu sâu cạn của hắn, tên này. Sở sở cầm ly rượu trên tay, không biết vô tình hay cố ý mà làm rơi xuống đất. Cô trường ca thấy vậy bèn dịu dòng. Sở sở thanh nữ sắc mặt không được tốt, cô mỗ vừa rồi cũng chỉ là nói đùa thôi, thanh nữ cũng không cần canh cánh trong lòng. Sở sở phải cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói tiếp. Xin lỗi ta bị mất bình tĩnh mà thôi. Đa tạ trường ca thiếu chủ quan tâm, nhưng loại trò đùa này, về sau xin bớt nói thì hơn. Đừng đột quấy giày mong rằng thiếu chủ rộng lòng tha thứ, nếu thiếu chủ nói Diệp Lăng đã chết vậy ta sẽ đến chỗ hắn tìm manh mối. Tạm biệt. Cô nàng vừa bước đi vừa nghĩ thầm trong đầu, phải nhanh chóng nghĩ cách vạch trần thân phận thật sự của Cố Trường Ca, nếu không sẽ gây ra không biết bao nhiêu là tai họa. Cố Trường Ca nhìn bóng lưng người con gái trước mặt, rồi thốt ra một câu quỷ mị, đến cũng đến rồi, thì đừng đi. Sở sở xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Ta dù sao cũng là nhân tố thánh nữ, cô trường ca. Ngươi định làm gì? Không để cô nàng nói hết câu. Vô số bàn tay gầy guộc màu tím từ phía sau ôm lấy đảo lấy bưởi của cô. Có bàn tay khác thì bịt miệng không cho cô nói, có tay thì ôm eo. Sở sở hoàn toàn bị khống chế không thoát ra được. Cô trường ca thở ra một câu. Đúng là kẻ ngu ngốc chủ động dâng đến cửa, khả năng diễn xuất ngờ nghịch của ngươi, e rằng đến tiên nhi cũng không lừa được. Cố Trường Ca quay lại hỏi mỹ nữ áo đỏ tên Diễm Cơ đứng phía sau. Mô phỏng hơi thở thế nào? Mỹ nữ trả lời. Bí pháp mà công tử ban cho quả nhiên kỳ diệu, có thể thăm dò hết tất cả, phối hợp với bí bảo, ta đã có thể mô phỏng đến 8, 9 phần. Cô Trường Ca hài lòng gật đầu. Ừm được cứ như vậy. Truyền nhân của tổ điện sau này sẽ là ngươi. Diễm Cơ vẫn còn băn khoăn. Nhưng công tử, ta thật sự có thể che giấu người của nhân tổ điện sao? Với lại y phục trên người giang sở sở cũng không phải loại thường, khó có thể huyễn hóa. Cố trường ca thuyết phục, không cần nghĩ nhiều, cũng đâu có về nhân tổ điện, ngươi chỉ cần hành tẩu ở ngoại giới là được. Chỉ là diễm cơ, tính ngươi khá ôn hòa, thế nên không có chút nhuệ khí nào, để tránh bị đám người vương tử không phát hiện, vẫn nên chú ý sắc mặt nhiều hơn. Còn về y phục thì cũng không có gì khó. Vâng, diễm cơ bội phục, công tử hiểu biết nhiều, không ngờ đến diễn kịch cũng biết. Sở Sở bị Cố Trường Ca nhốt trong không gian pháp khí. Cô dùng mọi cách tác động vào không gian này, nhưng không ngờ đạo ấn không bị tổn hại dù chỉ một chút. Sở Sở suy diễn, hắn không dám giết ta, cũng không dùng sức mạnh của Trường Sinh Cố gia, mà là nhốt ta trong thế giới này. Thể hiện là Cố gia cũng không biết thực hư về hắn. Sở Sở thánh nữ quả nhiên thông minh, không ngờ lại bị ngươi nhìn ra hết. Sở Sở nghe thấy tiếng nói thì giật mình quay người lại. Cố Trường Ca không biết đã lơ lửng sau lưng cô từ lúc nào. Cố Trường Ca nói tiếp, "Cô đừng phí công vô ích nữa, trừ khi ta thả cô ra, nếu không cả đời này cô cũng chỉ có thể chết già ở đây." Sở Sở phóng ám khí về phía Cố Trường Ca. "Hừ, nếu không phá được vách ngăn của không gian này, thì ta sẽ giết ngươi, như vậy cũng có thể rời đi được rồi." Cố Trường Ca chỉ cần dùng hai ngón tay, dễ dàng bắt được ám khí mà Sở Sở phóng ra. Hắn nhếch miệng lạnh lùng nói, "Ai cho ngươi tự tin nó?" Sở Sở vẫn không bỏ cuộc, cô nhảy lên cao, liên tiếp phóng trưởng lực về phía cố trường ca. Phá hoại đạo thiên ấn cho ta, luân hồi thần thông. Cố trường ca chỉ vẩy nhẹ tay một cái, sở sở ngã bắn ra xa 10 mét, học cả si rô. Cô lau khóe miệng, tu vi của người ít nhất cũng trên thánh nhân cảng. Cố trường ca ngươi che giấu tốt thật đấy. Cố trường ca nhẹ nhàng bước tới gần. Sở sở đã hiểu được khoảng cách giữa hai chúng ta chưa? Buông bỏ tinh thần, để ta đưa nô ấn vào, cũng bớt phải chịu nỗi đau thể xác sở sở không chịu khuất phục, nực cười, ta đường đường là truyền nhân của tổ điện, sao có thể chịu khống chế của người. Cô nàng hét lên, đồng thời ấn ký ở chán cũng phát sáng lóe lên ánh sáng màu tím bao trùm cả không gian. Cô trường ca thấy cảnh này cũng hơi rén, đây là một góc của nhân tổ sao. Sở sở hét lên, dù ta liều cái mạng này đồng quy vô tận, cũng không cho ngươi muốn làm gì thì làm. Đến nước này, cô trường ca đành phải lấy cây phương thiên họa kích của mình ra để xử lý việc này chỉ thấy y cung lên một quyền, ngay lập tức chiêu thức của sở sở bị phá hủy hoàn toàn. Cô nàng, học máu ngã ngửa ra. Một lát sau, sở sở đã bị cố trường ca dùng xích sắt màu tím trói lơ lửng trên không trung. Cố trường ca tiến lại gần. Trong thế giới của ta, sinh mạng của ngươi chẳng phải do ta làm chủ sao. Được rồi, giao nhân tổ lệnh ra đây. Sở sở mặc dù lúc này đã rất suy yếu nhưng vẫn gắng gượng. Cố trường ca ngươi đừng hòng, lệnh của nhân tổ rất quan trọng, ta sẽ tuyệt đối không nối giáo cho giặc ngươi xử lý ta đi. Cố Trường Ca cũng không phải kẻ đần, hắn nhanh chóng phát hiện được âm mưu này. Sở Sở cô thông minh đấy, giết cô thì nhân tổ điện sẽ phát hiện, tới lúc đó ta sẽ gặp phiền phức. Nhưng sẽ còn có chuyện còn khó chịu hơn cả việc ngươi chết. Vừa nói hắn vừa đưa tay mở khuy áo của Sở Sở, để lộ ra cặp bưởi chất lượng. Sở Sở hoảng hốt, Cố Trường Ca, ngươi muốn làm gì? Cố Trường Ca nở nụ cười đảm đang, làm gì? Nếu rượu mời không uống, Vậy thì đương nhiên cha phải phạt ngươi rồi. Sở sở khóc lóc. Đừng, đừng. Ngươi dừng tay lại cho ta. Cố trưởng ca ngươi bỉ ổi vô sỉ. Hừ, đa tạ quá khen. Cùng với đó, thì quần áo của sở sở cũng bị lột sạch cả rồi. Quay lại đại sảnh, cố trưởng đưa đồ vừa cướp được cho diễm cơ và dặn dò. "Ụ, ụ. Nhân tổ lệnh và y phục đều ở bên trong. Lần này việc ngụy trang của ngươi không còn sơ hở gì nữa rồi. Diễm cơ lo lắng hỏi. Công tử, Người đã xử lý thánh nữ của nhân tổ điện ư. Cố trường ca mỉm cười xấu xa. Ây, sao có thể động một tí là giết chứ? Huống hồ cô ấy đẹp, dáng người lại ngon như vậy. Nếu xử lý thì chẳng phải là lãng phí của trời hay sao? Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Dưới đây là hai mã QR Momo và Ngân hàng Vietcombank. Đỗ nết để ủng hộ mình ra nhiều tập hay hơn nữa nha. Các bạn đỗ nết có thể yêu cầu những bộ truyện các bạn yêu thích chúng mình sẽ ghim ở mỗi chuyện để cảm ơn các bạn